lại không đủ tỉnh táo. Ui ôi, công nghiêng đẹp thế nhở. Cái đoạn này, cái lúc mà mình xem lại cái video, mình thấy cái đoạn này ngáp thấy quả cằm hàm của mình đấy mọi người. Một chiếc hàm V-Line rõ ràng luôn đấy chưa. Mẹ hàm chữ V luôn mà, ghê không mẹ. Nhưng mà quả này ngáp hơi to thôi. Lại reaction niềng á? Không phải, đây không phải niềng, đây là PMS mà, không phải niềng đâu. Không phải là video niềng đâu, video PMS đấy. Ảnh này đẹp ạ. Ảnh này đẹp á. To rồi chị ơi à? À, tiếng to rồi đúng không? Từ bắt đầu nhá mọi người. Nghĩ bình thường. Em ơi, tối mình đi ăn bún đậu nhá. À, thôi béo lắm em không ăn đâu. Không, em có béo đâu, mà nếu em béo thì em vẫn. Các bạn có để ý là cái mặt mình đoạn này trông mệt vãi cứt không? Tại vì cái này quay cuối cùng. Mặc dù nó ở đầu video nhưng mà mình quay cuối cùng. Nên là cái lúc đấy là hôm đấy là mình mệt điên luôn ấy. Hôm đấy thậm chí là mình đã phải dừng, đang chuẩn bị quay, đang quay một tí mà mình phải dừng để nghỉ ngơi á. Tại vì hôm đấy là mình quay đúng vào ngày PMS luôn. Mình đúng quay vào ngày PMS nên là rất là mệt. Toàn pause đúng thời điểm á, lại bún đậu á. Bún đậu á. Cho nó vui. Châu bà, yeah, thật không? Nên là nhìn thế cái mặt nó mệt. Phải đưa em đi uống trà tươi nhá. Nhất trí, đợi anh gánh với thằng này đốt ván rồi mình đi nhá. Nó không phải là chỉ có mỗi mệt đâu mà kiểu nhìn nó giả chân ấy. Nó không có năng lượng, diễn nó không có năng lượng mà nhìn nó giả chân kiểu nhất trí. Kiểu như là nhất trí, đấy, nhất trí. Kiểu cái mặt nó không có năng lượng ấy là. Nhưng mà hôm đấy là đúng PMS luôn nên là mình rất là mệt. Mình quay nó cũng uể oải. Nhìn dễ thương á. Nên yêu quá. Em ơi, tối mình đi ăn bún đậu nhá. Thôi béo lắm. Không, em có béo đâu. Mà nếu em béo thì anh vẫn yêu mà. Đừng có điêu. Béo thì anh vẫn yêu, nhưng mình yêu con khác cái gì. Làm gì có con nào, anh yêu mỗi em mà. Nha, mình đi ăn bún đậu xong mình đi uống trà sữa, ok không? Đáp bảo không là không, anh nghĩ sao ấy. Ờ, rồi vậy. Thôi á. Ừ, anh cứ mặc kệ cho tôi chết đói chết khát đi. Khi mà người ta hết yêu rồi thì người ta đâu thấy cái gì quan trọng nữa đâu. Anh thay đổi rồi. Anh suốt ngày chỉ biết game thôi. Anh cảm thấy là sống được với cả game với mấy thằng bạn của anh cả đời, anh cứ sống vậy đi. Tôi có là cái gì trong cái mối quan hệ đâu. Nó không quan trọng nữa rồi, tôi quá mệt mỏi rồi. Làm sao vậy? Kiểu phim gì vậy, chị có chiếu ở rạp không á, cái gì đấy. Em nhìn không thấy mệt mỏi, chỉ thấy hơi giả chân thôi á. Thì bởi vì mệt mỏi nó mới giả chân đấy. Chị reaction đúng lúc em tới mùa dâu á. À thế à, thế thì uống trà sữa đi. Tức là sao nhỉ, tức là tính nói cái gì quên bố nó mất rồi. Công nhận nói nhanh giỏi thật á. Thế nàng có giống trong video? Có mà. Trời ơi, đây là toàn kinh nghiệm bản thân mà làm ra video đấy chứ gì đâu. Mình đang tính nói là cái đoạn mà khi người ta hết yêu rồi thì người ta đâu thấy cái gì quan trọng đâu ấy. Anh thay đổi rồi ấy, là cái câu ở trong phim Nhà Bà Nữ đấy. Chắc là mọi người phim này có ở rạp nhé. Không có ở rạp. Cảm ơn Pinkini vừa share livestream nhé. Mình vừa thấy bạn share livestream ấy, cảm ơn bạn nhiều. Đấy, Pinkini chứ. Đấy thì cái câu đấy là câu trong phim Nhà Bà Nữ. Lúc mà mình đi xem. Sao mới đầu không nói vậy đó. Các bạn có thấy quen không? Ý mình là các bạn có người yêu á. Đoạn này là quay từ đầu ấy, là nhìn chung nó còn có năng lượng hơn một tí ấy. Với cả bởi vì là sợ ăn mặc nó đơn giản, nhìn các bạn nhìn quen rồi. Nên là mình đã phải cố gắng tết cái tóc cho thành hai cái dây này á. Trước mình mua trên Shopee mấy cái dây này để tết tóc ấy, nhưng mà mình lười. Xong rồi hôm đấy là mình định đeo một cái bờm cơ. Cái bờm đấy nhìn trông nó cổ điển hơn. Nhưng mà thằng Mạnh nó bảo là cái bờm này trông nó kỳ á. Thế là nó cũng phải tháo cái bờm ra xong rồi tết hai cái tóc như thế này. Để trông nó kiểu sắc màu lên một tí cho vui vẻ. Phải công nhận là mấy ngày đó em thèm ngọt với ăn vặt kinh khủng á. Thì mấy cái này đều là triệu chứng của tất cả các bạn nữ hết mà. Cái gì trong phim này có người yêu chưa anh? Cái chị trong phim này có người yêu chưa anh? Cái gì ấy? Chưa có người yêu nha. Phim này chưa được công chiếu nên không linh lậu nha anh em. Cái gì đấy? Chứ các bạn F3 thì... Mình bỏ kính chung khác các bạn. Thì tại vì mình đeo kính che bố nó mất mắt rồi còn gì. Mắt của mình là cái lúc mà mình makeup lên thì mắt của mình là điểm nhấn. Nên là các bạn cảm giác thế thôi. Tại vì là mắt hay mí xong rồi mình kẻ mắt rồi mình chuôn mascara vào nữa. Thêm một tí bling nữa thì các bạn sẽ cảm giác thế thôi. Cùng một hoàn cảnh, cùng một vấn đề, cùng một con người nhưng mà thái độ lại khác nhau. Ngày bình thường dịu dàng vui vẻ bao nhiêu thì ngày ấy cọc cằn cục xúc bấy nhiêu. Cái này người ta gọi là PMS, là hội chứng tiền kinh nguyệt. Mọi người thường nghĩ là con gái rốt râu ngày nào thì sẽ khó tính khó nết ngày đấy, nhưng mà không phải đâu. Nó thường diễn ra trước đó khoảng từ 1 đến 2 tuần cơ và sẽ kết thúc vài giờ sau khi râu rụng. Mấy gì à? Cái này đúng nha, tức là kiểu các bạn nam hay bị hiểu lầm ấy, là con gái ngày nào mà đèn đỏ, ngày nào mà rất dâu thì là ngày đấy là sẽ mệt mỏi và sẽ cọc cắn khó tính, nhưng mà không phải á. Tại vì là mọi người hay kiểu nghĩ là con gái mà đến ngày mới
cọc cằn và nó sẽ kéo dài khoảng một tuần. Sau khi mà hết hết rất dâu thì nó sẽ hết, nhưng mà không phải, cái giai đoạn đấy nó sẽ kéo dài trước khi đến ngày đến khoảng tầm 1 đến 2 tuần. Mức độ nặng nhẹ nó còn tùy thuộc từng người, ví dụ như mình là cái đứa nặng thì thường mình sẽ kéo dài khoảng 2 tuần lận, và tất cả những cái triệu chứng này nó đều cực kỳ nặng luôn. Ví dụ như là uể oải, mức độ uể oải của mọi người ít thì của mình rất là nhiều, hay là cái độ cọc cằn của mọi người ít thì của mình rất là nhiều. Đấy thì là mình là cái đứa mà bị triệu chứng rất là nặng, thì nó sẽ kéo dài tới 2 tuần. Video của chị còn nhẹ nhàng rồi chứ em đến ngày còn khó ở hơn á. À đấy, đấy thật cần cho bà xã coi. À vẫn thích kiểu như like hơn á. À thì nó phải có đủ sắc màu chứ, nếu mà nó chỉ có mỗi like không thì bạn sẽ cảm thấy nó nhàm chán. Đoạn quả dâu rụng nổ cái bùm hay ghê á. Và để có quả dâu đấy, để quay phải mua hẳn một cân dâu ấy mọi người. À đâu, nửa cân hay một cân ấy, Mạnh mua hộ mình một bịch dâu to đùng. Thì bình thường là nhà mình sẽ có dâu, bây giờ thì nhà mình có rất là nhiều dâu, tại vì từ cái hôm mà mình đi viện về là kiểu gì mua cho nhiều dâu, à mọi người mua cho nhiều dâu, chứ còn trước đấy là kiểu phải để có dâu để quay là phải đi mua đó, chứ làm gì có. Nhà ngày nào chả cọc cằn khó tính hả chị ạ? Mấy ngày đấy cọc hơn em ạ. Cảm ơn. Thế không có người yêu thì hưng đảm hứng hết à? Mình cọc với tất cả mọi thứ mà mình động phải, kiểu như là mình sẽ cảm thấy khó chịu, bức bối trong người, nhưng mà nó không phát ra nếu mà mình không có ai để mình phát ra. Nếu mà có người trước mắt mình và làm cho mình ngứa mắt thì mình sẽ phát cái sự khó chịu đấy ra. Ví dụ như là trong những cái ngày đấy mà mình cứ ngồi làm việc một mình á, thì mình chỉ cảm thấy người ngậm nó cứ nóng bừng bừng, nó cứ khó chịu, nó cứ bức bối như kiểu là con lửa cháy trong người vậy, khó chịu lắm. Nhưng mà nếu mà hôm đấy mà mình mà quay chụp mà kiểu như là ai mà là phật ý mình hay là làm mà không có được tốt là mình sẽ cọc ấy, kiểu đấy á, là mình sẽ bị như thế. Em đang đau bụng dâu và nằm đắp chăn run rẩy á. Cho chị info bạn áo đỏ. Cái áo đỏ này là cái áo mà xuất hiện ở trong khá là nhiều ảnh rồi đấy. Ngày đấy á, con gái bên ngoài thì như thế này. Một, rất mệt mỏi, đêm thì mất ngủ mà ngày thì uể oải không đủ tỉnh táo. Ui ôi, góc nghiêng đẹp thế nhở. Cái đoạn này, cái lúc mà mình xem lại cái video, mình thấy cái đoạn này ngáp thấy quả cằm hàm của mình đấy mọi người. Một chiếc hàm V-Line rõ ràng luôn đấy chưa. Mẹ hàm chữ V luôn mà, ghê không mẹ. Nhưng mà quả này ngáp hơi to thôi. Đây là các bạn nhìn thấy màn hình của mình, để ai không? Đây là IU nha, đây là IU. Bây giờ mình vẫn đang để cái hình nền này. Xong rồi hôm bữa Mạnh nó sang quay cho mình, nó hỏi là sao chị lại để hình nền này. Thì là mình sao mình mới bảo là tại vì là chị nhìn thấy đẹp, chị thấy nhìn chị thấy có năng lượng thì chị để thôi. Fan IU á. Mình là fan IU mà, tức là mình hay để hình của IU ở hình nền, nhưng mà mình đổi nhiều, tức là mình đã từng để mấy cái hình khác rồi. Xong rồi gần đây là mình từ cái lúc, tức là mình cứ để hình đấy thôi, xong cho đến khi là mình phải cài lại máy hay là làm gì đấy xong nó mất đi thì mình phải thay hình ấy. Thì cái lần mà mình cài lại máy thì mình đổi sang hình này, thì mình thấy cái hình này nhìn nó dễ thương, với cả kiểu nhìn nó vui vẻ, nhìn nó có năng lượng ấy, thì mình để. Ngày xưa là mình để một cái ảnh kiểu IU đứng trên sân khấu nhưng mà nhìn mặt hơi buồn. Xong mình thấy là nhìn mặt buồn thì nó hơi thiếu năng lượng ấy. Cái mồm đớp hết quả dâu á. Đây là cái đoạn đang thể hiện cái sự uể oải mệt mỏi, nhưng mà mệt thật. Thì mình lười, hôm đấy mình lười đổi tóc quá nên là mình để nguyên cái tóc này cả từ đầu video đến cuối video đấy. Các bạn để ý là cái video mà niềng răng á là mình đổi tóc kiểu tóc cơ kiểu, chứ còn video này cái mình lười hôm đấy mình mệt ấy. Điệu cười vờ cờ lờ, xoài vờ cờ lá gì ấy. Tiếp nha mọi người. Hai là đầy bụng khó tiêu, người nặng nề, ì ạch, tích nước tăng cân. Có nhìn thấy số cân của mình ấy, chắc không đúng không? Ba là... Cái góc này là cái góc duy nhất mà mình có thể quay được ở phòng của mình. Đây, tức là vlog nào cũng phải quay ở đây hết á. Hôm vlog tuần này là vlog unbox nha. Và nó cũng quay ở đây luôn các bạn ạ. Tiếp đê, trông nghiện lâu rồi á. Mặt mọc mụn tùm lum, da thì sạm xỉ. Oh no. Da sạm xỉn là có nha, bạn nào mà gần đến ngày thì sẽ biết là mặt nó sẽ kiểu... Đây là cái áo đỏ đỏ vừa mặc thay ở đây xuống bất đây. Mặt nó sẽ kiểu đỏ đỏ ấy. À nhờ, mặt nó sẽ kiểu xỉn xỉn ấy, sạm sạm đen đen ấy. Xong rồi bình thường da của mình mịn màng mà ngày đấy kiểu da nó cứ sần sùi, xong rồi nó cứ lỗ chân lông to, mụn đầu đen các kiểu, eo ấy kiểu rất là... Tức là combo luôn nhá, tại vì sao nhá, hôm những cái ngày đấy là mình sẽ bị đầy bụng này, mình sẽ kiểu như là người y ạch này. Xong rồi đi ăn xong rồi không ỉa được, tức là kiểu nó bị đầy bụng xong rồi nó táo ấy, là bạn nữ nào cũng thế luôn, là đến mấy cái ngày đấy là sẽ bị táo. Mà khi mà mình bị táo vào người mình nó có nhiều thứ quá, kiểu mình những ngày đấy mình ăn nhiều xong rồi không có đỉa được, không có thải ra được, là nó cứ bị nặng nề trong người nhá. Thì khi mà người mình có nhiều chất thải là da của mình nó sẽ bị sạm, nó bị xỉn, với cả thay đổi nội tiết tố là da nó cũng sạm luôn. Thì nhá, mình vừa bị tiêu cực xong rồi mình soi gương mình thấy mình xấu, mình lại càng buồn hơn ý. Nói chung là mình cảm giác là mọi thứ nó đều kiểu liên kết với nhau, nó đều kiểu như là hỗ trợ lẫn nhau để làm cho mình càng ngày càng buồn và càng ngày càng tiêu cực hơn trong mấy cái ngày đấy á. Thề, mặt đúng quay phim luôn, diễn diễn á.
thì diễn mà. Chủ đề tư vấn về mùa rụng dâu rụng à? Hình như em mới phát hiện chị xoay ngược gương á. À không, gương này nó có hai đầu nhá. Gương này nó có hai đầu em ơi, nó xoay được hai đầu á. Kinh nghiệm lạ được in file trong đầu nhé. Ngày dâu còn đau lưng nữa, trời mẹ em đau mỏi đến mức muốn thăng thiên cho rồi á. Con gái quá khổ. Ừ, tức là nó là cả một cái combo, nó xảy ra cùng một lúc khiến cho mình không thể nào mà mình không cọc được luôn ấy. Và vừa cọc vừa tiêu cực nữa. Những cái ngày đấy kiểu soi gương thì mình xấu đéo chịu được, vừa xấu lại còn vừa khó chịu nữa, vừa mệt mỏi nó đau lưng, đủ các thể loại tùm lum tà la, điên hết cả người. Đấy, đây là cái gương này hai chiều, gương mua Shopee rồi không gì hết. Soi gương bạn thấy mình xấu xí. Đấy, mà trang điểm của mình tốt khắp mẹ gì cái tạp hóa đâu. Đây là mình còn có một cái tủ, đây là không có đồ skincare, nhưng đồ skincare ở trong một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ rồi. Bốn là đau lưng, cắn tức ngực, đau đầu, nói chung là đau nhức toàn thân. Năm là thèm ăn đủ thứ nhưng mà ăn mãi không no. Ừ, các bạn có bị thèm ăn ngày đấy không? Chắc là có đúng không? Ngày đấy là mình sẽ kiểu thèm ăn rất là nhiều. Ví dụ bình thường mình ăn đồ ngọt, mình ăn được 2 miếng là mình sẽ ngấy hết tận cổ rồi. Nhưng mà ngày đấy à, mẹ ăn hết một cái bánh luôn. Tức là ăn bánh rồi là ăn đủ thứ luôn ý, là thèm. Ờ, nhưng mà có những cái tháng thì mình lại thèm đồ chua, kiểu như là thèm xoài bao tử ấy, mình cũng hay bị thèm xoài bao tử. Còn đa phần là sẽ thèm đồ ngọt này, rồi là thèm đủ các thể loại luôn. Mấy ông con trai có bạn gái đến ngày dâu thì chịu khó chiều người ta một tí không bị chửi dáng chịu. Em còn bị chuột rút cơ. Không phải là bị chửi đâu, không hẳn là bị chửi, mỗi bị chửi đâu mà còn tủi thân cơ. Tức là cọc cằn đã đành rồi đấy, còn tủi thân cơ ấy. Nên là nếu mà không kiểu chiều, không được chiều chuộng các thứ là dễ tủi thân lắm. Em còn bị chuột rút á. Thèm ăn nhăng nhăng nhăng. Thèm ăn. Để tiếp nhá. Còn bên trong á thì một là dễ cáu gắt, khó chịu, tức giận, phát điên, phát khùng. Đây chỉ là một tình huống ví dụ thôi. Nhưng mà cái này quay hơi lệch ánh sáng ấy. Cái đoạn này thì sáng rất là rõ, còn đoạn kia thì tối. Chỗ đằng Hưng ngồi thì tối nên là nhìn nó hơi không được giống thật lắm. Đốt nến này. Đoạn này trông mặt cân đối phết nhỉ. Tức là mình cứ cảm giác là mặt mình nó không được cân đối ấy. Nhưng mà cái đoạn này vén hết tóc hai bên lên thì cân đối phết. I donate đây. I donate 99.000 NDK đây. I donate 99.000 NDK đây, mình cảm ơn nhá. Mình đang thử đoán xem là ai, nhưng không đoán được. Đây, tại vì bình thường tóc của mình nó không có, bình thường mình mà để hai mái xa thì nó cũng kiểu che mất một nửa, với cả để kiểu lệch lệch ấy. Kiểu cái ngôi của mình trẻ đó, nó trẻ đây này. Đấy, một bên nhiều tóc hơi bị tóc hơn nên là nhìn mặt nó không được cân đối lắm. Nhưng mà nếu mà vén hết lên như thế này thì trông nó cân đối hơn. Nhìn thật mà chị giống sắp đi ngủ á. Thế á, hồi trưa phải tóc cái bang à? Tóc cái bang là sao? Ờ, cái này là chưa cắt tóc ngắn nha. Đoạn này là chưa cắt tóc ngắn hẳn. Ờ, nó vẫn chỉ đến đây thôi này. Đây là tóc thật của mình là đến đây này. Còn đây là còn lại là tóc nối đấy. Tóc nối hết đấy. Còn tóc thật là đến đây thôi. Đấy. À, đang chill á. Ngày thường em đã cọc rồi, ngày rồi em cọc gấp đôi. Ôi, tao có khiên. Bắn bố đi, tao có khiên. Bắn bố đi. Đoạn đấy bất ngờ luôn. Tại vì sao? Mình là cái đứa làm kịch bản. Và kịch bản này là, cái đoạn này là cái đoạn lấy của Bomman. Các bạn chắc các bạn biết là anh Bomman có một cái đoạn mà Bomman có khiên lo-fi chill đúng không? Nó đang hot thì mình bê vào cái video này. Nhưng mà mình không nghĩ là thằng Hưng nó có thể diễn được. Tại vì thằng Hưng nó không có kinh nghiệm diễn gì cả, nó rất là đơ. Nên là mấy lần mà mình quay tóc với nó là cứ phải quay đi quay lại. Đoạn nào mà phải quay nó diễn là đoạn đấy là phải quay đi quay lại kiểu mãi nó mới diễn được ấy. Thế nhưng mà nha, cái này một đúp ăn luôn. Đoạn này một đúc ăn luôn ý. Mà mình kiểu mình bị bất ngờ, mình kiểu mẹ đúng mà thằng này chửi mượt vãi ở cứt, thì như là đoạn nào chửi nó biết chửi sao ấy. Còn nếu mà kiểu diễn cái gì đấy mà không được ấy lắm thì nó lại không diễn được đâu. Còn những cái này thì nó mượt lắm, ông Hoàng Hoàng diễn xuất á. Không, mình không nghĩ là nó có thể diễn mượt được vậy đâu á. Ai donate đây? 20k, chúc chị like vui vẻ. Các bạn nào donate cho mình 20k nha, mình cảm ơn rất là nhiều. Đấy thì nó vậy thôi. Rồi tiếp nhận đến tháng thích yên tĩnh á. Đấy, nên là đoạn này là cho vào để, nói chung là mình cho những cái gì mà mình cảm thấy đang hot hot vào thôi. Thì cái đoạn chữ của anh Bomman nó hot hot thì cái cho vào, không hề diễn bình thường. Chơi game Hưng cũng dậy đó. Mẹ bình thường nó chửi mất dậy hơn nhiều. Mình ngồi đây mình nghe mà. Mẹ nó chửi ghê lắm, nó chửi mẹ văng tất cả cái này kia. Bomman Shopee á, Hưng đạp kiểu em ém lâu rồi á. Hưng đạp diễn chửi 10 điểm. Con cho bọn tôi chơi game cần gì phải diễn, chân của mẹ nó thức luôn á. Đấy. Thế là nó. Nhưng mà vấn đề là các bạn có thể luôn cái game trên màn hình, một bên là Among Us, cả một bên là LOL đấy chứ, khiên khủng gì đâu. Nhưng mà cái chửi vậy cho nó vui thôi. Đúng người đúng thời điểm mà. Tao khiên, bắn tao đi. Trật tự đi. Mày hồn rồi đấy, cầm cái mồm vào.
ánh sáng nó không được thật lắm nhỉ, nó bị lệch ấy. Mày điếc à? Tao bảo mày trật tự hả? Cả ngày chỉ biết ngủ mở mắt ra chơi game không làm được cái tích sự gì cả. Tao nhờ mày trật tự một tí tao nghỉ ngơi cũng khó khăn thế à? Hay là tao làm gì không vừa ý mày nên là mày mới thái độ như thế? Hay là hàng ngày tao nhờ mày cái này cái kia, xong rồi là mày không thích làm như mày không nói ra nên mày ghét tao, đúng không chị em mà bằng mặt không bằng lòng đúng không? Đúng á, cái đoạn này chửi mặc dù là chửi thì mượt nhưng mà cái mặt nó không biểu cảm lắm ấy, nhìn nó không thật lắm ấy, nhìn nó phải kiểu phải ghê hơn, phải kiểu dã man hơn. Chắc không phải đánh với máy đấy chứ? Đúng rồi, đánh máy mà. Chứ bây giờ đánh thật để chửi chết à? Chị em nhà chị diễn xuất thôi, đừng thấy á, diễn xuất đấu kìa, ôi, chỉ có tí tí rồi à. Xin chào Đinh Thanh Tú nha. Nói chung là mấy cái đoạn này của thằng Hưng là không có phải quay lại nhiều á. Hai là luôn cảm thấy lo lắng, căng thẳng, buồn rầu. Nói chung là đoạn này rất nhạy cảm, động cả là khóc đấy. Thật ra là đoạn này cũng có tiểu phẩm nhưng mà cái drive của mình nó bị lỗi á, thế là nó mất mẹ cái đoạn đấy luôn. Hôm trước là sửa cái kịch bản để có cái đoạn tiểu phẩm nhưng mà đoạn hôm sau là mất tiêu, thế là không có. Lẽ ra đoạn này có một cái đoạn tiểu phẩm là đang kiểu như là ngồi làm việc xong rồi là sếp gọi điện hỏi là đã làm xong chưa, xong kêu là em sắp làm xong rồi, sắp làm xong rồi, xong cúi xuống thì cái tờ giấy không có gì cả, xong bắt đầu ngồi nghĩ là mình vô dụng rồi, mình thất bại rồi này kia, kiểu dạng là mình sẽ hay bị rơi vào cái trạng thái kiểu lo lắng với cả tiêu cực vào những ngày đấy á. Đấy thì mình cũng thế, ví dụ như là vẫn hay công việc đấy, bình thường thì mình cảm thấy tích cực vãi, mình cảm thấy là tương lai rộng mở, cái mấy cái ngày đấy mình cảm giác mình chả làm được cái mẹ gì, xong mình bắt đầu suy nghĩ tiêu cực cái đấy. Nhà toàn nghệ sĩ nhân dân á, diễn như không á, cái gì đấy, cho quả nhạc lên thiên đàng á. Ba là khó tập trung, mất cảm hứng học tập và làm việc và suy nghĩ tiêu cực về tất cả mọi thứ. Những triệu chứng trên á ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống. Cái đấy cũng có tiểu phẩm đấy nhưng mà quên mất không, nhưng mà mất tiêu mất cái đoạn đấy, chứ là không có gì để cho vào cả. Sinh hoạt hàng ngày của con gái có những người mà bị nặng tới mức mà được chẩn đoán là trầm cảm nhẹ luôn mà. Có nha. Nếu mà các bạn tìm hiểu về PMS ấy là ở bên nước ngoài có kiểu như là mình nhớ là có một cái vụ là đấy, mình đọc là có một vụ là cái người phụ nữ ấy gây án trong cái giai đoạn đấy, nhưng mà bởi vì là có ảnh có không biết có phải vụ đấy không nhỉ hay là cái khác nhỉ, đại khái là có bị chẩn đoán là trầm cảm nhẹ đấy. Biên tập đạo diễn chưa chỉ cảm thấy làm video kiểu này mệt lắm. Tuần này các bạn xem video unbox thì các bạn sẽ thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều ấy, chắc là mình chuẩn qua unbox rồi chứ làm để mệt vào mẹ luôn. Nghe thì đáng sợ vậy thôi á, chứ thật ra thì nó đáng sợ thật. Nguyên nhân chính của PMS thì vẫn chưa được xác định, nhưng theo các nhà khoa học thì nó liên quan đến sự thay đổi nồng độ hormone. Mình cũng là một đứa bị PMS khá là nặng ấy, nên là mình confirm với các bạn đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mình mỗi tháng. Hơi bất kỳ điều gì luôn, bởi vì nếu mà mình rớt dâu á thì đau bụng mình có thể uống giảm đau là đỡ, nhưng mà những cái này thì chịu. Cái đoạn cúi mặt xuống này là cái đoạn mình lấy làm thumbnail này. Chị là Dương Đức, là content chả không nặng đầu chị á. Nói chung là mệt lắm, làm kiểu này mệt lắm, mình cũng thấy oải nữa. Đấy, đây là cái đoạn cúi xuống này. Mình lấy làm xong rồi Hưng để tay đây. Đây là cái đoạn mà mình đã chụp và mình đã làm thumbnail đấy, mắt đẹp á. Trời ơi, cảm ơn anh Chinyu nha. Một ma lực nào đó em ngồi xem đi xem lại. Xem đi xem lại video này á. Trời ơi, cảm ơn Ngọc Ánh nha. Người anh em rơi rớt của chung ruồi á. Cái gì đấy. Đấy, đoạn này vẫn cầm quả dâu này. Bàn tay của mình xấu nhỉ. Các bạn nhìn các bạn mới thấy được là bàn tay của mình rất là xấu ấy. Rất là thô. Bàn tay rất là thô luôn. Ê, mặc dù không có cách để một phát hết luôn PMS ấy, nhưng mà chúng ta có vừa nãy là tay của Hưng nhá, nhưng mà sau đây là mình thò tay sang để nối nó vào thành một đoạn thôi. Chị thấy bị dâu uống nhiều thuốc lắm chị ạ, giảm đau thôi, mấy nay xem vlog cuốn lắm á. Thế á, cảm ơn chị nhá. Ê, mặc dù không có cách để một phát hết luôn PMS ấy, nhưng mà chúng ta có cách để hạn chế nó. Một là điều chỉnh chế độ ăn uống. Giai đoạn này con gái rất là dễ thèm đồ ngọt và các đồ ăn vặt tùm lum tùm la. Đây là mình đã phải lôi hết tất cả những cái đồ trong tủ đồ của mình ra. Mà chị vừa nói gì vậy? Nói gì là sao? Lôi hết những cái bộ quần áo mà mình không mặc, bình thường mình không mặc ra, để mặc để thay đổi cho vlog nó đa dạng ấy. Thì đây cũng là một cái áo mà mình đã mua từ rất là lâu rồi nhưng mà không có mặc. Mà dù cái áo này trông cũng xinh chứ. Cái áo này thực ra là có ảnh mặc rồi nha, nhưng mà kiểu mình không có mặc thường xuyên ấy, nên là ít. Nên là các bạn ít thấy. Mình đã phải kiểu tận dụng cái tủ quần áo của mình. Thay đồ mệt không chị? Mệt chứ mẹ. Nhưng mà cái video này thì thay ít đồ, không phải thay nhiều lắm. Alo, anh tới rồi à? Ok, em xuống đây. Mình cũng vừa mới order đồ ăn. Và bạn nào mà có người yêu á thì chắc là sẽ được người yêu mua cho. Các bạn nam có thể là mua trà sữa, bánh ngọt hoặc là đưa các bạn nữ đi ăn bất kỳ cái gì mà các bạn ấy thích. Thực ra thì cái này không tốt cho sức khỏe lắm đâu, nhưng mà nó có thể cải thiện tâm trạng ngay lập tức. Cái đoạn này là thằng Hưng nó mua 3 gói nha. Nó mua 3 gói Poka thì
mình với cả mấy đứa bảo là nó chỉ có 3 lần quay fail đấy, quay hết là hết cái để bóc đấy, tại vì mình sẽ phải vừa nói và mình vừa xé cái túi đấy ra ấy. Đấy thì mình quay fail 2 lần, sau rồi quay 3 lần rồi cuối cùng phải quay thêm, hình như là đến lần cuối cùng thì được hay sao ấy. Kiểu nó di chuyển nhiều góc quay rồi đóng nhiều vai nhân vật nên coi không bị chán á. À thế à? Thế để xem mọi người đánh giá xem cái vlog tuần này như nào nhé. Tại vì tuần này là vlog unbox, chỉ ngồi một chỗ thôi, nên là sợ là nó sẽ chán hơn, không biết là như nào. Không tốt cho sức khỏe đâu mà ngon nên không sao. Tốt cho tâm trạng, không tốt cho sức khỏe nên tốt cho tâm trạng mà. Bởi vì là được ăn thứ mà mình thèm thì giúp mình vui ngay lập tức mà. Thực ra thì chúng ta vẫn cần một chế độ ăn uống đầy đủ vitamin và khoáng chất để tốt cho sức khỏe. Thế nên là các bữa chính các bạn vẫn nhớ là ăn nhiều rau củ, trái cây các... À nhớ rồi, tại vì là mình thì quay hẳn một suộc luôn, là vừa bóc gói ra xong rồi là Hưng dặn rằng lấy túi xong rồi Hưng đưa cho mình cái này. Thì đến cái đoạn đấy là mình nói xong là sang cảnh này là nó kiểu như là nó bị cắt ở cái đoạn đấy vì mình nói không có mượt ấy. Xem xong thấy thương người yêu cũ, em cứ đến tháng em lại hay trêu á, thế nên là nó mới chia tay đúng không? Xong Hưng ăn hết luôn, thích ăn ngọt nhưng lại là poka vị mực cay á, tức là thích ăn đồ ngọt với cả đồ ăn vặt linh tinh. Thì Bim Bim là cái mà dễ quay nhất rồi, với cả ở đầu ngõ bán ấy, chạy ra mua cái quay thôi. Sao chị không đớp cái rau luộc có mà? Đấy. Thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nhiều canxi này và vitamin D nhé. À, có một cách mà mình hay sử dụng ấy, đấy là ăn một miếng sô cô la đen mỗi. Đây là sô cô la đen mình được tặng nha mọi người. Là sô cô la đen mình được tặng á, nhưng mà vẫn còn nên là mình cầm lên quay luôn 70%. Sô cô la đen chứa rất là nhiều magie và có 1000 lợi ích tốt cho sức khỏe luôn ấy. Nó có thể cải thiện tâm trạng của mình ngay lập tức này, giúp mình bớt khó chịu đau đớn hơn. Nhưng mà nhớ là loại mà hơn 70% cacao trở lên nhé, chứ không phải 70% đường đâu. Thứ hai là uống nhiều nước. Eo cái này khó dã man ý, bởi vì mấy cái ngày đấy là bụng mình nó cứ bị đầy. Mình mấy ngày đấy mình không uống nước đâu, mình ghét uống nước lắm á, chắc vậy à. Đấy, chẳng muốn uống nước gì cả. Nhưng mà nó tốt nên là các bạn cứ ráng uống vào nhá. Hoặc là các bạn có thể pha trà hoặc cái gì đấy vào để cho dễ uống cũng được. Như mình là mình toàn pha loãng cà phê đen ra để uống được. Này, uống cà phê không tốt cho PMS đâu, nhưng mà nó ngon. Ngon nhất cái gì? Đang hướng dẫn mọi người phương pháp lành mạnh để... Tức là mình phải đóng hai vai và thay đổi đấy. Mình không muốn đổi kiểu tóc nên là mình phải cặp nó lên này. Chế triệu chứng của PMS, mày đi mà uống cà phê. Các bạn đừng uống cà phê hay là nước ngọt có ga nhé, không tốt đâu. Ba là tập thể dục và thư giãn. Các bạn hãy cố gắng là tập thể dục nhẹ nhàng và vận động. Đây là cái thảm yoga của hàng đám đấy. Bởi vì là mình không có thảm yoga nên mình đã mượn thảm yoga này. Hình như là trải ngược cái sao ấy. Cái thảm này là hàng đám mua về xong tập được mấy bữa cái bỏ. Tiếng bi zit bi thuốc lào này á. Đã đến ngày đã khổ rồi mà bạn trai không thông cảm nữa, đúng khổ người yêu cũ em có thấy phiền khi em đến ngày dâu cơ nên là mới thành người yêu cũ. Nói chung là cái này phải cùng nhau vượt qua chứ khó lắm. Miss biểu cảm hả mẹ? Cái gì ấy? Lồng tiếng điếu cày đỉnh vãi á. Cái đoạn zit đấy là cái đoạn nào nhỉ? Đây à? Không tốt đâu. Ba là tập thể dục và thư giãn. Các bạn hãy cố gắng là tập thể dục nhẹ nhàng và vận động cơ thể để cải thiện thể chất và tinh thần nhé. Khuyên các bạn thế thôi chứ mình cũng không làm được. Ngày thường còn lười chứ nói gì ngày ấy. Các bạn có thể thư giãn. Thôi, sao mình có thể cười? Ôi mình cười bình thường đấy nha. Mà nhân cái ghét cái kiểu cái tiếng cười đấy nó lại khớp với cả cứt luôn. Giống hải cẩu con đòi ăn đó. Chạy thảm ngược rồi. Đúng rồi, chạy thảm ngược. Và tại vì mình cũng là tập yoga đâu biết. Cái thay đổi nhiều nhân vật ấy là cái tôi thích á. Chị thay đổi mấy bộ đồ trong video á. Cũng không nhiều lắm, một cái quần thôi, chỉ thay mỗi áo thôi mà đâu gì đâu, vẫn một cái quần chắc trắng từ đầu video đến cuối các video này. Các hoạt động khác như là massage này, đọc sách này, nghe nhạc này, xem phim này, đọc sách ngược tắm ấm này và đi chơi. Cuối cùng là tránh mọi cuộc cãi vã xung đột. Các bạn có tin là trong cái giai đoạn này á, mọi cái mâu thuẫn dù nhỏ bằng hạt cát thôi là nó cũng có thể bùng nổ thành chiến tranh lớn thứ ba không? Tin chắc. Con gái thời điểm này á, giống như quả trứng vậy, bên ngoài thì cứng. Lúc đầu định là bóc quả trứng cơ nhưng mà bẩn với cả đá nên là thôi. Có nữ trinh tao mình sao nhỉ các bạn, nhiều điệu cười ăn vào máu rồi. Cáp cọc cằn nhưng mà bên trong thì mềm yếu, mong manh, đụng cái là vỡ. Thế nên là các bạn nam hãy cố gắng nâng niu chiều chuộng các bạn nữ thời gian này nhé. Nếu mà có thấy người yêu của mình vô lý ngang. Các bạn nhìn thấy mắt của mình mệt cực luôn ấy, là hôm đấy mình mệt dã man. Hôm đấy là mình PMS mà, mình mệt lắm luôn ấy. Kiểu như mà vẫn phải gồng lên để quay á. Bình thường là quay cái kiểu diễn như này nhanh lắm, nhưng mà hôm đấy mình mệt nên là quay mãi không xong. Ngược mất nết rách rời rơi xuống á thì cũng thôi, được chấp làm gì. Mình biết là khổ tâm lắm nhưng mà không có lối thoát nào cho các bạn đâu. Các bạn hãy cố gắng là niệm chú một tuần thôi để có thể sinh tồn và sống sót qua giai đoạn này nhá. Mỗi tháng một lần. Chúc các bạn thành công. Nãy giờ có vài vấn đề của PMS thôi, chưa kể là còn rất dâu rồi tùm lum tứ chuyện nữa. Là con gái khổ một bác ý, thế mà chị Khởi Bi bảo là làm con gái thật tuyệt. Tôi là con gái là con gái. Đấy, thế là hết rồi đấy. Mình làm video này để thay mặt các bạn nữ nói lên được nỗi khổ tâm, đau đớn, day dứt mà bọn mình phải chịu mỗi tháng. Và các bạn nam thì sẽ hiểu hơn, thông cảm hơn cho các bạn nữ. Tạo hóa bắt bọn mình phải thế chứ, bọn mình có muốn hành các bạn đâu. Với cả sắp vòng tàn tháng
tháng 3 rồi á, hãy coi như đây là một lời nhắn nhủ tới mọi người rằng hãy luôn quan tâm, yêu thương, nâng niu một nửa xinh đẹp của thế giới hơn nhé. Nhưng mùng 8 tháng 3 là quốc tế phụ nữ mà, chị đã có chồng đâu. Ai bảo mày phải lấy chồng rồi mới là phụ nữ? Mùng 8 tháng 3 là ngày dành cho phái nữ nói chung, từ già trẻ lớn bé hết giới tính nữ là sẽ được tôn vinh. Thế chẳng lẽ bây giờ không gọi là ngày quốc tế phụ nữ thì gọi là ngày quốc tế con gái à, hay là quốc tế đàn bà? Mày định nói cái câu là chị đã là phụ nữ đâu mà đòi tặng quà đấy, mày nói đi. Nhưng mà này, nếu cái đoạn đấy là cái đoạn mà có rất là nhiều người á, được video mình pause sẽ là đoạn nó xấu là... nó xấu nhưng mà nó xấu của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau, bye. Tức là cái câu hỏi mà cái câu mà đã là phụ nữ đâu mà đòi tặng quà là cái câu mà mẹ muôn thủa hết ngày này đến tháng khác, từ mùng 8 tháng 3 đến 20 tháng 10, nhiều vãi hờ cứt luôn, ai cũng nói cái câu này. Mọi người không biết là mọi người không hiểu thật hay mọi người cố tình không hiểu nữa. Mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Tại vì là sao? Tại vì là mọi người cứ kiểu cứ cãi là phải lấy phụ nữ thì tức là những người mà đã lấy chồng rồi mới là phụ nữ. Những người phải lấy chồng rồi, ý là những người đã quan hệ rồi mới là phụ nữ, còn bình thường thì chỉ gọi là con gái thôi. Nên là đứa nào mà chưa lấy chồng thì chưa gọi là phụ nữ. Nghe buồn cười ấy, cứ luôn. Người ta đẻ ra cái ngày đấy người ta không có phân biệt kiểu vậy. Người ta dùng cái từ phụ nữ để chỉ chung cho phái nữ. Bởi vì nếu mà dùng cái từ là ngày con gái hay là ngày đàn bà thì nghe nó rất là buồn cười. Nên là người ta phải dùng cái từ là ngày phụ nữ, đúng không ạ? Đấy, lý do của những người không muốn tặng quà. Thế à, chị không biết là người ta lấy lý do hay người ta không hiểu nữa. Thế nên là người ta phải dùng cái từ phái nữ, à dùng ngày, từ ngày phụ nữ cho chỉ phái nữ nói chung tứ. Kể cả là bé hay là kể cả là già hay là kể cả có chồng chưa hay là có mấy chồng hay là gì đấy thì vẫn là phụ nữ và vẫn được tặng quà chứ, vẫn được tôn vinh chứ. Đằng đây lại cứ mở mồm ra là đã là phụ nữ đâu mà đòi tặng quà, nghe muốn đấm thật sự luôn. Bây giờ thì mình sẽ xem comment của các bạn ở trên video xem là các bạn nói gì về cái video này nhá. Đây, PMS là viết tắt hả? Đúng rồi nhở. Chị ơi em được top comment này, đáng sợ thần tiên tỷ tỷ phố đi bộ trên TikTok đi giống em cực à? À không giống đâu anh ơi, em biết bạn ý rồi, cái đợt mà hot với cứt đấy đúng không? Mà trắng trắng ngồi là nhìn như Trung Quốc đúng không? Không giống đâu. Ủa sao em bảo dô đá mà cứ kêu... Chị đang reaction chị ơi, chị đang reaction á, tập trung reaction xíu. PMS là viết tắt hình như là trong video quên không để sao nhỉ? Có để không ta? Có để viết tắt không nhỉ? Có để cái từ viết tắt không ta? Xem lại cái mình quên bố luôn. Tôi có làm cái gì cho cái mối quan hệ đâu, nó không quan trọng nữa rồi. Bạn F3 thì cái... cùng một hoàn cảnh, cùng một vấn đề, cùng một con người nhưng mà thái độ lại khác nhau. Có không ngày ta? Bình thường dịu dàng vui vẻ bao nhiêu thì ngày ấy cọc cằn cục xúc bấy nhiêu. Cái này người ta gọi là PMS, là hội chứng tiền kinh nguyệt. Trời ơi quên viết tắt rồi. Trời ơi check video, check đi check lại mà không biết. Bao nhiêu người cùng làm video mà quên mất cái này. Tại vì trong kịch bản là có nha, trong kịch bản có ghi là mở ngoặc là viết tắt của từ gì á, mình quên bố nó rồi. Nhưng mà PMS là viết tắt. Đây để mình mở lại kịch bản để mình xem nào. Có đấy, có viết tắt đấy. Nhưng mà tất cả mọi người đều quên, từ người quay video đến người làm video, edit video, rồi là cả team cùng check không ai nhớ luôn. Team của mình bị làm sao ấy, kiểu mọi người cứ kiểu chả nhớ cái gì ấy, không biết, buồn cười lắm. Nhiều hôm kiểu như là trao đổi với nhau như thế rồi xong rồi vẫn quên ấy. Mình check lại kịch bản này. Đây là cái từ PMS là từ cái gì đây, premenstrual. Nó là cái từ gì á, nó là viết tắt của, là viết tắt nhưng mà nghĩa của nó là hội chứng tiền kinh nguyệt ấy, thì quên mất kiến thức này đã được tiếp thu, quên mất tiêu luôn mà, ảo thật đấy. Không ai nhớ cái gì cả, không ngoại trừ ai. Mỗi tháng 4 ngày thôi á, không phải 4 ngày đâu. PMS là trước ngày dâu mà, chứ còn ngày dâu thì nó sẽ chỉ khoảng 4 ngày là hết rồi. Cuối tháng cắt lương á. Tuyệt vời. Bạn tôi 1 tháng 30 ngày đều đến tháng. Kể là mẹ cọc cằn khó tính chứ đâu phải do đến tháng đâu. Mình bình thường cũng mát tính lắm mà, mình mấy cái ngày đấy mình cũng dễ cọc à. Em Huyền mà sau này chửi chồng thì chắc nó chỉ biết câm nín luôn. Mẹ không biết là sau này có lấy được chồng không nữa. Kiểu mình lên trên mạng bây giờ mình làm nội dung, mình làm nội dung mà mình kiểu chẳng nhẽ mình cứ thùy mị nết na, mình cứ kiểu như là cứ kiểu thể hiện cái sự hiền lành ngoan ngoãn gì đấy, nó nhạt tèn tẹt ra xong rồi không ai xem. Bây giờ làm nội dung phải làm cho nó vui vẻ lên. Rồi lại cứ bảo mình là kiểu sau này chửi chồng thế nọ thì kia, nghe chán không chứ lị này, không biết có lấy được chồng không nữa. Mọi người cứ đánh giá này thì chết rồi. Tiếp nhá. Chị Nắng này lạ quá, em không có quen nữa. Mới làm nội dung này nên mọi người chưa quen đâu em. Thánh nữ á. Rồi nếu mà làm nhiều thì mọi người sẽ quen dần.
túm lại là ngủ hết ngày, ngủ hết ngày thì đỡ phải cáu gắt mệt mỏi á. Ừ, nhưng mà mình còn phải đi làm mà. Hồi cái đoạn đấy thì mình cũng hay ngủ lắm, mình cũng ôi IU này xinh quá trời. Bạn ấy hay thả anh IU lắm nhá, bạn ấy cũng là fan IU. Cái ngày đấy thì cũng muốn ngủ nhưng mà còn làm việc chứ có phải là lúc nào cũng được ngủ đâu. Nhưng mà cái ngày đấy thì mình sẽ ngủ nhiều hơn bình thường. So deep, hãy quan tâm và nâng niu người yêu vì kiểu gì chả chia tay bố nhờ ông. Cay. Đúng dị mà, bữa kiểu rất dâu còn sổ mũi rồi ho tùm lum nữa thì khó ở X10. Muốn có người yêu để được biết cảm giác như này mà khó quá. Muốn nâng niu lắm nhưng mà không có người yêu. Rồi mẹ, đến lúc có người yêu sẽ có điên không? Em hoi bị hiền, mỗi tội động vào là ăn đập á. Chấp nhận chứ biết sao giờ, A Di Đà Phật, thật là cảm lắng. Khó hiểu thực sự á. Ý nó bảo mày béo á. Béo á là sao? Là sao? Ủa tóc dài đâu ra vậy? Cái đoạn này là mình chưa cắt, với cả mình dùng tóc nối để quay thôi. Chứ thực ra thì lúc đấy tóc nó cũng chỉ đến đây thôi nè. Chả nắng đây á. Cứu tui, mệt mỏi, chia tay, khó ở, hưng cửu. Ngày bất ổn, chị nắng này lạ quá, ăn vả nhé, nhọc. Toàn comment đấy thôi à. Mình nhớ là... đây, cái đoạn này mình phải comment này. Mong được rep này mơ đê. Họ có lý do để không rep, không phải vì bận hay quá nhiều comment. Video này ít comment. Sao mình phải comment là sao bạn biết là mình không bận vậy, hay là chị đoán thui, em thấy pet chị chưa lớn đến mức như mấy người kia nên chắc vậy là sao? Chưa lớn đến mức như mấy người kia nên chắc vậy. Mình chưa đọc cái rep comment này là mình không biết. Nhưng mà mình không biết tại sao mọi người lại kiểu như là mẹ mặc định với cả chẳng biết gì về mình, lại bảo là không phải vì bận hay quá nhiều comment. Thế là lý do gì để không rep, mình cũng không biết là ý bạn này là gì nữa. Tại vì là mình bận với cả cứt ấy. Mình bận thật với cả mình hay quên thật. Với cả mình đấy, nên là mình ít khi rep comment, chứ không phải là, chứ không biết là bạn ấy, ý bạn ấy lý do là cái gì nữa mà bạn ấy bảo không phải vì bận. Tại sao bạn ấy biết là mình không bận ta, trong khi mình bận với cả đái. Cọc và nói nhiều đó thì phải phản ứng ngay lại, ôm hôn bịt miệng khóa lưỡi ngay, im liền, ngoan liền, sợ liền á. Gớm, ông cứ làm như là ai cũng chỉ cần ôm hôn cái là nó tịt ngay ấy. Nhiều người sẽ kiểu rất là cọc cằn và cần được chiều chuộng nhiều hơn là chỉ có ôm hôn ấy. Ví dụ các bạn nữ là muốn được người yêu quan tâm này, mua đồ ăn cho này, hay là làm gì cho đấy, kiểu vậy. Thì ôm hôn nó lại vả cho. Ôi đi ăn bún đậu lại chấm nước mắm à ha. Thế làm cho không rụng dâu 9 tháng là ngon à? Thế thì nhầm to rồi. Mẹ rụng dâu tức là PMS đã mệt rồi. Những người mà kiểu đến ngày nhầm, có bầu thì chắc là còn khổ hơn ý. Tại vì mình thấy kiểu các mẹ có bầu là nghén này, rồi đau này, rồi đau nhức mỏi, rồi đau lưng, rồi là đủ các thể loại á. Rồi cứ thử xem là mẹ không rất dâu 9 tháng xem là có ngon không. Mà đây là kiểu không biết gì, ý là kiểu đánh giá thì chắc là kiểu trêu vậy. Mình cũng không biết, không biết tại sao chưa có người yêu chị đấy cay. Đúng là con gái dễ hiểu như toàn lý hóa. Anh có thể làm... À đây là cái comment mà mình chụp lại đăng story này. Tại vì đôi này dễ thương quá. Bạn nam bạn ấy bảo là anh có thể làm một điều. À điều một vì ở xa. Nhưng mà những cái còn lại bè cố gắng nha. Cố gắng nhá để tìm xem sô-cô-la đen 70% cacao ở đâu bán còn tặng. Tránh sô-cô-la nha, em không thích một chút nào. Vậy là trà sữa về bánh à, nhanh béo lắm. Nhưng mà tốt cho tâm trạng thì mình ăn xong rồi thể dục thôi. Kiểu đôi này dễ thương vãi. Bim bim nước ngọt hoa quả vân vân, đâu nhất thiết phải trà sữa về bánh, ok luôn, nhớ là banh tiền mệt mỏi là mua ăn nhá. Má, phát cơm chó ở đây dễ thương, cái đời dễ thương thiệt á. PMS, đúng rồi, viết tắt đấy, ô này không chơi gì à nắng á. Mình đang xem vlog á, xong rồi mình mới chơi. Haha, nét nữ của nắng cưng xỉu á, nét nữ của nắng cưng xỉu là sao ta? Là kiểu mấy cái đoạn mà diễn vai nữ ở nhìn trông dễ thương ý hả? Đứng dậy làm như nào để có người yêu vậy? Cái gì đây, mé đàn bà, hứ lại muốn như thế đúng không, con này chưa hết kỳ đâu. Phải ở kệ con của cái gì vậy? Hết rồi, à đâu, còn hai comment này. Nhân văn quá không quen. Cái video này lượt view không có nhiều đâu nha. Nhưng mà cái lượt comment thì khá là nhiều. Mình thấy như này là nhiều comment rồi đấy, cũng không ít đâu. Đấy, còn đây là trên, đây là link ở trên YouTube. Hết rồi đấy. À từ từ để mình đọc trên YouTube nhé. Nhưng mà trên YouTube thì mình không thể mở ở đây được. Mở đây Facebook nó quét mất. Nên là mình sẽ mở trên YouTube, xong mình đọc comment xem là mọi người nói gì nhé. Mình chỉ đọc thôi. Đây mình đọc xem là nắng dạo này chăm chỉ ghê. Nắng dạo này chăm chỉ ghê. Đề nghị YouTube thiết kế thêm nút ha ha ạ. Nút like đó không diễn tả hết cảm xúc của em về video này.
Mặc dù chính chủ không nói không uống cà phê, nhưng trong khoảng thời gian chuẩn bị rụng dâu, nhưng mà có những lúc chính chủ cũng uống luôn, uống rất nhiều luôn ấy, mà thậm chí là mình còn phải tăng cái nồng độ cà phê lên. Các bạn biết lý do tại sao? Tại vì cà phê là không nên uống, nhưng mà cái giai đoạn đấy mình bị mệt, mình bị uể oải, mình bị mệt mỏi, nên là mình sẽ không, mình gần như là không tập trung được để làm việc ấy. Tức là mình không đủ tỉnh táo, mình ngồi vào bàn làm việc nhưng mà đầu óc mình nó cứ bay bổng, nó cứ trên mây, xong rồi mình uể oải các thứ, thế là mình cứ không làm được cái gì hết ấy. Thế là mình muốn làm được việc là mình phải uống cà phê để mình tỉnh táo, mình tập trung, nên là mình vẫn uống cà phê mặc dù nó không tốt. Ngoài ra thì toàn comment trái tim với cả 100 với cả hello chị ấy, tùy thôi. Đấy thì hết rồi, nó chỉ có thế thôi. Bye.